Minh Toàn xin trân trọng mến chào các cô chú, các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại khu du lịch Sun Quốc của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và đây là trước cái điểm mà Sun Quốc Quảng Ninh. Về đêm thì các cô chú và anh chị nhìn thấy rất là đẹp. Hôm nay Minh Toàn có cái dịp đi buổi tối ở khu bãi cháy này, phường bãi cháy thành phố Hạ Long. Chính vì thế mà Minh Toàn muốn gửi một số cái hình ảnh của phường bãi cháy đến cô chú anh chị, giúp cô chú anh chị có thể là hiểu thêm về cái phường bãi cháy của thành phố Hạ Long về đêm. Như trước mặt chúng ta đang nhìn thấy, đây là một số cái phía bên trong đấy là phía của Hạ Long Park, tức là các trò chơi và mọi vườn hoa, công viên. Nhưng trước chúng ta là cái khu công viên của Hạ Long Park, còn cái khu này là khu phố cổ của Hạ Long Park. Và phố cổ ở đây là gồm các cái nhà được dựng lên một cách rất là cổ kính, sang trọng, chứ không phải là phố cổ là phố có từ lâu đời đâu các bạn. Bây giờ thì Minh Toàn xin mời các anh chị chúng ta hãy đi một vòng bãi cháy cùng Minh Toàn nhé, để xem khu vực bãi cháy này về đêm nó như thế nào nhé. Bãi cháy là một cái phường mà phải nói là cuộc sống về đêm rất là sầm uất. Như các bạn đang nhìn thấy trước mặt chúng ta, đây là cái khu phố cổ của Hạ Long Park. Nơi đây thì có các cái cửa hàng ăn uống bán các cái sản phẩm quà lưu niệm. Và đây có bà khá là to luôn. Khu vực này được xem là cái khu vực mà sầm uất nhất của phường bãi cháy. Đây là cái thị trấn bãi cháy rồi các bạn ạ. Và chúng ta đang lưu thông ở cái đường này là đường Hoàng Quốc Việt. Mình toàn quên mất, không biết là Hoàng Quốc Việt hay Đại Quốc Việt đây. Thực sự thì Minh Toàn cũng chưa biết nhiều về Hạ Long, bởi vì là Hạ Long thì Minh Toàn cũng mới đến đây được một thời gian thôi. Thì rất mong các anh chị hết sức thông cảm cho Minh Toàn, bởi vì cái sự chưa hiểu biết nhiều. Nếu anh chị mà có gì đóng góp cho Minh Toàn thì xin comment ở dưới video để Minh Toàn lần sau Minh Toàn sẽ rút kinh nghiệm hơn. Và Minh Toàn sẽ bổ sung vào các cái video tiếp theo của Minh Toàn để cho video nó được chuẩn chính xác hơn. Và đây thì khu này là khu mà quảng trường của khu Hạ Long Park, nhưng mà bây giờ đang xây dựng các bạn. Phía bên tay trái của chúng ta đang đi là đang còn xây dựng rất là nhiều các cái căn nhà liền kề với những cái màu sắc tươi trẻ. Và khu này là khu đang xây dựng chưa hoàn thiện. Còn phía bên phải của chúng ta là gồm một dãy các cái nhà hàng khách sạn rất là lớn. Ví dụ như chúng ta có một số cái khách sạn rất là lớn như là Sài Gòn, Hạ Long hay là Ryan. Đấy, và cũng rất là nhiều khách sạn nữa. Và trên này thì chắc là giá cả khá là mắc, nên mà khi mà quý bà con cô bác mà chúng ta về với Hạ Long, chúng ta đi du lịch, nếu mà chúng ta không muốn tốn chi phí nhiều thì chúng ta nên nghỉ tại các cái khách sạn nhà hàng mà nó xa khu này một chút, thì cũng có rất là nhiều cái khách sạn nhà hàng ăn uống được và giá nó cũng không cao, để cho chúng ta có thể là
giảm bớt chi phí. Còn đây là những cái khách sạn chẳng hạn như trước mặt chúng ta, đây là cái rồ. Hệ thống khách sạn đây thì rất là lớn các bạn. Nhiều người hỏi Minh Toàn là tại sao mà ở Hạ Long lại các cái biển quán ăn và các cái biển khách sạn, nhà hàng lại có nhiều chữ Trung Quốc thế. Thì muốn thưa với các anh chị là Minh Toàn về đây một thời gian, nhưng mà thời gian này không phải là cái mùa du lịch, nên Minh Toàn thấy là chủ yếu cái khách Trung Quốc sang đi du lịch Hạ Long thì rất là nhiều. Có lẽ vì cái lý do đấy mà các nhà hàng khách sạn ở đây cũng được đặt bên cạnh cái dòng tiếng Việt cũng có cái dòng tiếng Trung. Và chúng ta đang đi đằng trước một cái khu nhà liền kề rất là trẻ trung của thành phố Hạ Long, nhưng màu sắc rất là đẹp, mỗi nhà có một màu luôn các bạn, màu xanh, màu hồng, màu vàng, rất là đẹp luôn. Vào thời điểm này thời tiết cũng khá là lạnh nên mà lượng người đi đường cũng không có là nhiều. Chủ yếu trời lạnh này mà với cái gió biển này thì cũng khá lạnh lắm các bạn. Chắc nếu mà ai mà ở Sài Gòn thì cũng thèm được cái không khí lạnh này lắm. Và chúng ta đang đi trước cái đường vào resort Vinpia. Đây là khu đường vào resort Vinpia. Đây, buổi tối thì ở thành phố Hạ Long được thắp lên bởi những cái ánh điện rất là đẹp. Đây, con đường như cái đường đằng trước chúng ta thẳng ra đường Hùng Thắng cũng được thắp những cái ánh điện rất là đẹp. Còn bên phía tay phải chúng ta đây thì là một cái tường để chắn. Chắn ở đây ngày xưa đây nó là một cái quả núi, thì người ta làm các cái dự án ở trên rồi. Thì đây là cái đường chắn nhưng mà được vẽ các cái bức tranh về Hạ Long, về du lịch cũng rất là tuyệt vời. Ở đây thì Minh Toàn sẽ không đi ra cái đường Hùng Thắng nữa, mà Minh Toàn sẽ rẽ vào cái đường này để gửi đến các anh chị một số cái hình ảnh với đường này. Đường này cũng là một trong những cái đường mà cũng khá là sầm uất của Hạ Long. Đây là đường Cái Dăm và đường Hạ Long. Hai đường này là nối liền nhau, đường Cái Dăm và đường Hạ Long. Để mà buôn bán sầm uất thì là phía bên Mạn Mới của Hạ Long này. Thì đường này là một trong những đường mà buôn bán sầm uất nhất như ở cái khu vực bên này. Còn nếu mà để mà buôn bán ở Hạ Long mà sầm uất nhất là chúng ta đi sang phía phường Giếng Đáy. Giếng Đáy thì chúng ta cứ đi thẳng cái con đường này ra ngã tư Ao Cá, và chúng ta đi thẳng lên ngã tư Giếng Đáy, ngã ba Giếng Đáy. Đấy là phường Giếng Đáy. Thì nơi đấy là cái phố khu của sầm uất hơn, là cái phố mới này. Đây là cái phố mới rồi.